Chào anh em, hôm nay 13 tháng 2 năm 2020, số Quốc Thắng hiện mới về một cục máy cúp 82 đèn vuông 50, 4 số. Đây là đúng máy cúp 82 nha anh em. Tình trạng máy là hàng rã xe kho nội địa Nhật về. Máy đời cao, nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, sơn xi zin. Máy là bao nổ, bao im, bao không giảm hú. Giá trong full cục máy đầy đủ hình ảnh như anh em thấy trước mặt là mình bán là 5.8 triệu nha. Nó sẽ bao gồm là cục máy, full bộ bình xăng con, full dàn điện sườn, dây ga, dây e, mô bin sườn, chớp sạc IC, mô bin sườn đầy đủ. Nói chung là full dàn điện sườn, full bộ bình xăng con, cục máy, nắp cá đầy đủ. Máy thì bao nổ, bao im, bao không giảm hú ha. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Trước tiên là dàn điện sườn, cái đây là cái dây ga, đây là dây e, dây điện sườn, chớp sạc IC, mô bin sườn và dây điện sườn. Hàng rã xe kho nội địa Nhật về, chưa từng sử dụng bất cứ ở nước nào nên anh em là yên tâm về chất lượng cũng như là không lỗi lầm. Dây điện sườn là không đứt, không lỗi một tí nào ha. Đây là nắp cá không đứt bể, bộ lửa là còn cực đẹp, trong tải là không mòn, đúng máy cúp 82 4 số 50 nha anh em. Full bộ bình xăng con đẹp, máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, lóc đầu lên bông keo rất là đẹp ha. Giá cho full bộ máy cúp 82 này là giá là 5.8 triệu nha. Bao anh em thầy thợ test, máy nguyên zin, bao nổ, bao im, bao không chịu thú ha. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em là xem cái phần máy ha. Tem bọng mà còn đầy đủ, đúng máy rã xe kho nội địa Nhật về ha. 5.8 triệu full đồ. Anh em nào mà bữa hôm nay hỏi về cái máy cúp 82 4 số này á thì alo em ha. Lâu lâu mới có được một máy, chứ dòng máy đèn vuông mà 82 này rất là hiếm. Hiếm xe rã bán phụ tùng lắm. 5.8 triệu cho cục máy cúp 82.